Vâng, trân trọng cảm ơn và trân trọng kính chào chị nhà đầu tư đã đến với kênh chứng khoán Đạt Capital Stock Finance. Hôm nay thì mình sẽ review về thị trường ngày 24 tháng 4 cũng như là sẽ có một số view và nhận định cho thị trường trong cái ngày mai, ngày 25 tháng 4. Và qua đây nếu trường hợp anh chị nào mới đến kênh thì cũng rất là mong anh chị cho em xin một like, một đăng ký kênh. Và nếu trường hợp anh chị cần hỗ trợ về những mã cổ phiếu nào thì có thể là comment bên dưới video thì mình sẽ hỗ trợ trả lời anh chị nha. Ok, trở lại với thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thấy một kịch bản khá là đẹp vào phiên sáng, đúng không anh chị? Một kịch bản khá là đẹp vào phiên sáng thì ở trong cái phiên sáng thì mình đi qua một cái chạc phút đi, mình đi qua cái chạc phút thì cho nó 30 phút đi ha. Thì trong cái phiên sáng thì chúng ta sẽ thấy là nó có những cái điểm khá là tích cực, nó có một cái điểm khá là tích cực khi mà nó kéo lên ở những cái vùng trên này, đúng không? Nó kéo đây anh chị, đây là ngay anh chị xem ở ngay chỗ cái cây nến này nha, đây anh chị thấy không đó, và nó kéo lên ở những vùng trên này. Sau khi mà nó có những cái lực bán, nó có một cái lực bán khá là mạnh, nó lực bán khá mạnh từ những vùng 1.008x trở về đây, và nó tạo ra được một cây nến trong 30 phút á, thì nó tạo ra được một cái nến đảo chiều, nó tạo ra được một cái nến đảo chiều, và sau đó thì nó là một kịch bản tăng khá là mạnh, nó là một kịch bản tăng khá là mạnh. Với cái việc mà tăng như vậy, với việc tăng như vậy và đến thời điểm mà khoảng 2 giờ, đến thời điểm là khoảng 2 giờ sau khi có một lực bán xuống thì có một lực dòng tiền vào đỡ thị trường, tuy nhiên cái lực đỡ này thì nó sẽ không quá mạnh, tuy nhiên nó có những động thái gom hàng ngay tại vùng này, và làm thị trường của chúng ta có những cái biến động, nó có những cái biến động là nó cứ tăng giảm đan xen, và với những cái kịch bản như vậy thì chúng ta vẫn phải chờ đợi thêm, thì trong cái video ngày hôm qua thì mình vẫn vẫn nói là có thể là nó sẽ quay về ở mốc 1.033 này và mình vẫn giữ cái trend này. Tuy nhiên thì anh chị nên đưa ra hai kịch bản nha. Nếu mà trường hợp mà nó gãy khỏi cái vùng trend này thì chúng ta phải hạ hết phần margin mà chúng ta chỉ là giữ lại cái phần tiền thịt thôi. Còn nếu mà không không gãy vùng này, nó chạm về vùng này, nó có những cái lực hỗ trợ thì có thể nó sẽ còn lên tiếp. Tuy nhiên trong cái thị trường hiện nay thì chúng ta sẽ thấy cái dòng tiền nó đang khá là khó anh chị, cái dòng tiền của nó đang khá là khó khi mà những cái cổ phiếu mà nó vừa rách nền á, thông thường ở trong những cái giai đoạn mà downtrend, trong cái giai đoạn mà uptrend á, là những cái cổ phiếu mà nó bắt đầu là nó rách khỏi một cái vùng tích lũy thì nó sẽ tăng khá là mạnh đó, nó sẽ tăng khá là mạnh. Tuy nhiên trong giai đoạn này khi mà những cái cổ phiếu mà nó rách out ra khỏi cái vùng mình nó tích lũy, red out là sao ạ? Giống như là những cái cổ phiếu mà đây chúng ta sẽ thấy là giống như là những cái cổ phiếu mà giống như là gil đó, anh chị thấy không? Nó vừa red out ra khỏi những cái vùng này xong là nó lại bị bán xuống đó, sau đó lại kéo lên nó, còn không phải như cái kiểu lúc trước là những cái kiểu mà khi mà nó có những cái vùng mà tích lũy này nè, khi mà nó vượt được vùng tích lũy này thì nó kéo luôn đó. Cho nên là trong giai đoạn này là cái dòng tiền nó đang khá là yếu anh chị, giờ phải nói là cái dòng tiền nó đang khá là yếu, và việc mà dòng tiền nó đang khá là yếu như vậy thì ngày hôm nay có thật sự ngày hôm nay phải nói là rất là tích cực. Tại sao tích cực? Tại vì là có một lực bán mạnh vào cuối phiên, vào đầu phiên anh chị ha, bán khá là mạnh vào đầu phiên và sau đó thì nó có cái dòng tiền vào và nó vượt ra khỏi cái vùng mà 1.043 này, thì đóng một cái nến khá là mạnh ở trên vùng này cho cái phiên trưa. Và với cái việc mà kịch bản như vậy thì mình rất là kỳ vọng là có thể là ngày hôm nay nó tăng lên tầm là 1%, nó có thể là nó sẽ tăng tầm 1% là từ cái mốc mà 1.041 này, có thể 1% thì có thể là nó sẽ lên xem nằm đóng ở dưới 1.050, 1.050 thì như vậy nó sẽ tích cực hơn rồi đó. Thì có thể là qua những cái phiên sau thì có thể là nó sẽ quay về nó test nhẹ một tí xíu ở vùng này và sau đó nó bật luôn, thì như vậy nó sẽ dễ dàng nó tạo đáy, giống như những cái cây nến trước đó nè anh chị thấy không, khi mà nó gãy khỏi cái vùng mà MA đây, gãy khỏi MA và sau đó nó có một cái nến tăng khá là mạnh và nó test lại vùng MA nè, và cái cây nến qua ngày hôm sau là nó có một cái nến là nó bắt đầu là nó test lại cái vùng MA này và nó bật lên, và sau đó hai ba cây nến nó đi ngang vùng này và nó bật tăng đó, và điển hình như ngay tại vùng này cũng tương tự như vậy đúng không, thì mình cũng rất là kỳ vọng là vùng này nó sẽ tương tự như vậy. Tuy nhiên trong cái phiên chiều thì có một lực bán khá là mạnh, mặc dù là nhiều cái tin tốt ra trong ngày hôm nay, đúng không anh chị, mặc dù nhiều cái tin tốt ra trong ngày hôm nay, cho nên
thị trường bắt đầu có những dấu hiệu rủi ro, anh chị ha, anh chị lưu ý thị trường bắt đầu có những dấu hiệu rủi ro. Tuy nhiên anh chị nên quyết liệt, anh chị ha, anh chị nên quyết liệt đánh theo một cái kênh này. Có thể là về dưới vùng này thì chúng ta có thể là chúng ta múc thêm đó, chúng ta múc thêm và sẵn sàng là chúng ta sẽ bán khi mà cái hàng về mà nó gãy khỏi cái kênh này đó. Thì đó là một cái số nhà đầu tư mà mình đánh theo kiểu quyết liệt, đúng không? Quyết liệt tại vì VN Index nó đã giảm đến đây là anh chị thấy là 13 phiên à, đúng 13 phiên à. Chúng ta đo đây là 13 phiên là đúng không? Đó, 13 thanh nè. Anh chị thấy là 13 thanh. Thì như vậy nó rơi về những vùng này là có thể là 2 phiên 3 phiên nữa là nó sẽ rơi về vùng này. À, đó, thì khi mà nó rơi vùng này là nó là một cái nhịp hỗ trợ khá là mạnh từ hồi trước đến giờ rồi. Đây, anh chị thấy một nhịp hỗ trợ khá là mạnh trước này đây. Nó đúng không? Là khi mà nó lên vùng này, đó anh chị thấy là những cái trend mà khi mà nó phá ra nè. Đó thì nó đã có rất là nhiều những điểm hỗ trợ quanh cái vùng mà trendline này, có nghĩa là nó đã đi trong cái trendline này và khi mà nó gãy cái trendline này chắc chắn nó sẽ phải bị bán xuống ở dưới vùng này là 940 à, chắc chắn nó sẽ phải bị bán xuống ở vùng này. Tuy nhiên thì cái kịch bản này thì mình lại không đánh giá cao, tuy nhiên thị trường mà chúng ta sẽ không nói trước được điều gì hết, cho nên là chúng ta phải quyết liệt nếu trường hợp mà nó gãy khỏi những cái trendline này. Tại vì sao mà mình nhắc với anh chị là tại sao gãy khỏi cái trendline này chúng ta phải bán đó và chúng ta phải chấp nhận thôi, tại vì là đầu tư thì nó sẽ có những lúc chúng ta sẽ kiếm được rất là nhiều tiền, còn những lúc thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải quản trị cái rủi ro. Đây anh chị thấy một cái trendline của nó khá là mạnh trong cái giai đoạn từ 2020 đến đến bây giờ này đúng không? Đây. Đó, đến đến thời điểm 2022 à đó, và khi mà nó gãy khỏi cái trendline anh chị thấy không, là nó đi khá là mạnh. Đó. Nó đi khá là mạnh đó, mà ngay cả thậm chí mà khi mà nó chạm vào cái vùng mà trendline giảm nè, anh chị thấy là những cái cây nến mà nó chạm về những cái vùng mà trendline giảm nè đúng không? Đó, khi mà nó chạm những vùng trendline giảm thì sao ạ? Thì nó vẫn tiếp tục bị bán xuống nữa. Đó, thì chúng ta thấy à, ngay cả thậm chí những vùng này nó còn khá là yếu nữa. Đó, và ngay cả anh chị thấy là nó chạm vùng trendline giảm nè. À, quanh vùng 1.001 và sau đó nó lại bị bán xuống. Đó cho nên là khi mà nó đã có một cái trendline hỗ trợ bên dưới này thì chúng ta phải sao? Chúng ta phải biết cái điểm quản trị rủi ro là nó phải gãy cái vùng này, là chúng ta phải biết cái điểm quản trị rủi ro của nó. Thì có thể là khi mà nó gãy khỏi cái vùng này á thì có thể là nó sẽ quay về những cái vùng bên dưới nè. Nó sẽ chưa rơi ngay đâu, nhưng mà có thể là nó sẽ quay về những vùng bên dưới là vùng 1.000, sau đó nó bật lên 1.033, sau đó nó lại điều chỉnh. Đó cho nên là kịch bản thị trường chúng ta sẽ để ý. À, tuy nhiên thì đó là kịch bản của thị trường của VN-Index anh chị ha. Còn đối với VN30 thì ngày hôm nay thì mình cũng thấy là những tín hiệu khá là không đẹp anh chị ha, khá là không đẹp khi mà nó tiếp tục là nó có một cái phiên nó test quanh cái đường mà MA50 này, MA50 của xu hướng ngày nha. Đó, và nó test không không qua được nó, anh chị thấy là hôm nay là bắt đầu là nó chạm về cái vùng đây là 1053, anh chị thấy không, 1053, 1054, và nó test và nó không vượt qua được và nó bị bán vào cuối phiên luôn, nó bị bán từ đầu giờ luôn anh chị ha. À đó cho nên là nó vẫn còn một cái trendline đây quanh vùng 1036 đây, cho nên là chúng ta sẽ để ý một cái trendline của VN-Index và cái trendline của VN30 nó đang khá là giống nhau. À, tuy nhiên ở nhóm trụ của VN30 thì chúng ta sẽ có rất là nhiều rủi ro ở trong giai đoạn này. À, đặc biệt là chúng ta sẽ để ý một số cổ phiếu về nhóm trụ nha, một số cổ phiếu về nhóm trụ của VN30. Thì hôm nay thì mình sẽ quay lại mình phân tích về nhóm VN30 ở những cái nhóm mà cổ phiếu mà ở những nhóm cổ phiếu mà bắt đầu giảm trước nha. Giảm ngày hôm nay là có chúng ta sẽ có là Masan nè. À, đóng quanh vùng 73.3 thì con này là nó chính thức rồi đúng không? Nó chính thức là nó quay về nó test lại cái vùng đáy quanh vùng 72x này. Tuy nhiên cái lực bán ở vùng này, ở cái cây nến này nha, anh chị lưu ý nha. Ở cái cây nến này là sao ạ? Chúng ta sẽ không bắt Masan. Tại vì sao? Tại vì sao thời điểm trước mà chúng ta sẽ bắt quanh vùng 72x này, còn riêng trong giai đoạn này chúng ta sẽ không bắt Masan. Tại vì là nó từ thời điểm 116 mà nó rơi liên tục về cái vùng mà 69 70 này. Có nghĩa là nó rơi khoảng 40% rồi. Thì chúng ta sẽ bắt khá là đẹp đúng không? Tại vì nó có một cái vùng tích lũy nè, nó tích lũy xong rồi nó mới rơi. Còn riêng trong cái giai đoạn kế đến nữa là nó từ 105 nó về cái vùng 74, là ở đây mình cũng cho khá là nhiều khách hàng của mình bắt nè. Tại vì nó âm 30% rồi và nó rơi liên tục sau một cái vùng tích lũy này đúng không? Còn riêng trong giai đoạn hiện nay nó mới chỉ là một cái vùng tích lũy thôi.
Và ở đây anh chị thấy nó mới chỉ là một cái vùng tích lũy đó, chúng ta sẽ để ý nha, để ý đó, đây nó có những cái vùng mà tích lũy đó, đây chúng ta sẽ đây, cho nên là nó mới gãy khỏi cái vùng tích lũy này. Và việc mà nó gãy khỏi cái vùng tích lũy này á, thì như vậy chắc chắn nó sẽ còn phải điều chỉnh nữa, chắc chắn nó sẽ còn phải điều chỉnh nữa. Thì nếu trường hợp mà nó đi theo một cái mô hình diễn tiến như vậy thì rất có thể là nó sẽ phải rơi thêm, nó sẽ phải rơi thêm về cái vùng mà chúng ta sẽ có một cái vùng về là vùng 5x nha, nó phải rơi về những cái vùng này, đó nó phải rơi về vùng này. Và nó tương tự như vậy thì cái cổ phiếu mà massage này nó có một cái nhịp hỗ trợ khá là mạnh, nó có một nhịp hỗ trợ khá là mạnh theo mô hình nến nha, theo mô hình nến thì nó sẽ có một nhịp hỗ trợ khá là mạnh quanh vùng 66. Tuy nhiên thì cái việc mà nó rơi từ cái vùng này nếu trường hợp chúng ta đo từ ngay đỉnh đi thì nó 22%, thì như vậy mình không không đánh giá cao mà chúng ta sẽ bắt ở một cái nhịp hỗ trợ bên dưới, nó sẽ có một nhịp hỗ trợ bên dưới đây, có thể là vùng 60 này, nó sẽ xem ở cái vùng 60 này chúng ta mới có cơ hội chúng ta bắt. Còn riêng ở trong cái vùng này thì như vậy là Maxan khả năng điều chỉnh khá là cao anh chị ha. Và đặc biệt là mình nhắc với anh chị là thêm một cái trendline nữa này, là Maxan nó đi một cái trendline này và khi mà nó rơi đúng không, là nó rơi khá là mạnh đó, và đặc biệt ngay cả cái trendline tăng của nó nè cũng không vượt qua được nữa, thì như vậy là cổ phiếu này chắc chắn là nó còn điều chỉnh. Và mình vẫn nhắc lại với anh chị là VN Index thì nó cũng tương tự vậy thôi, nó đã có một cái trendline thì khi mà chúng ta đánh theo trendline thì chúng ta phải quyết liệt như vậy, chứ không thể nào mà chờ trendline mà gãy trendline chúng ta về đây chúng ta lại chờ, và về dưới đây chúng ta chờ, mà khi mà về đây thì nhiều khi nó lại bán xuống nữa thì lúc đó thì chúng ta sẽ không kịp trở tay anh chị, phải nói là không kịp trở tay đó. Cho nên là chúng ta phải đầu tư thì chúng ta có thể là nhiều khi đến vùng này chúng ta lại hoảng sợ và chúng ta cắt ngay đáy nữa, cho nên là chúng ta phải biết là về vùng này chúng ta sẽ không đánh margin nữa. Ở đó chúng ta phải thoát hết những vị thế margin ra. Đó, cái đến nữa là gas nè, cũng là một cái cổ phiếu mà nó có cái trendline này, anh chị thấy một cái đường màu đen nè, đây một đường màu đen mà mình đã vẽ nè, mà mình đã biết là cái cổ phiếu này rất là lâu rồi, rất là lâu khi mà nó gãy khỏi vùng trend này và mình không đánh giá, và cái cây nến quanh cái vùng mà mình có bán cái cổ phiếu này, mình có bán cổ phiếu này khi mà mình mua ở vùng 102, 102, 103 mà mình bán đi ở vùng 105 ở đó, mình bán đi vùng này và mình thấy là những tín hiệu rơi của nó rồi. Và điển hình như là những lần trước của nó sẽ có một cái đường MA, thì nó sẽ đây chính là đường MA 200 tuần nha anh chị, MA 200 tuần, mà việc mà chúng ta đo cái từ khoảng cách rơi về vùng này là 16%, nếu trường hợp mà nó chạm cái vùng MA 200 tuần thì nó sẽ tầm khoảng là 18%, thì như vậy thì nó đã gãy, thì như vậy nó chính thức là nếu mà trường hợp mà nó về cái vùng mình đi qua một cái tia nằm ngang nha, đây thì nếu trường hợp mà nó về cái vùng bên dưới này, nó về cái vùng mà MA 200 này, có thể nhiều khi nó lại không hồi nổi anh chị, nó lại không hồi nổi đây. Chúng ta sẽ thấy là một cái điểm hỗ trợ của nó nè đó, cho nên là bắt buộc là ngày mai nó phải đảo chiều nó quay lên, còn nếu không đảo chiều quay lên được á thì chắc chắn nó sẽ rơi. Và khi mà nó rơi như vậy á thì nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến những cái cổ phiếu mà dầu khí, anh chị lưu ý nha, nó ảnh hưởng khá là nhiều đến cổ phiếu dầu khí, giống như là cái dòng cổ phiếu Masan này nè, khi mà nó rơi đúng không, nó ảnh hưởng đến là cái cổ phiếu nào, DGDUP nè, anh chị thấy không, DGDUP ngày hôm nay là cũng bị bán xuống nè đúng không, không đó, kế đến nữa là Thế Giới Động, đây Thế Giới Động ngày hôm nay, và đặc biệt Thế Giới Động là mình đã chốt ở vùng 41 đúng không, nếu trường hợp anh chị nào xem qua cái phần mà YouTube của mình thì mình cũng nói khá là nhiều về cái cổ phiếu này, mình đã chốt quanh cái vùng 41 rồi ở đó. Và nếu mà trường hợp mà con này mà nó gãy khỏi cái vùng này nữa, Thế Giới Động chưa bắt được nha anh chị lưu ý nha, con này mà nếu mà trường hợp mà anh chị có hàng á thì anh chị lưu ý là nó gãy vùng 37 là mình phải ném MB luôn, gãy 37 mình phải ném MB, chạy nó nằm trong đổ VN 30 thì mình ném MB được. Nha, chứ chứ gãy 37 rồi mình không thể nào mình nhảy mình bắt là đứt, nhảy bắt là những cổ phiếu này là bắt là đứt ngay đó. Cho nên là gãy vùng này có thể là nó sẽ quay về những vùng bên dưới nè, nó sẽ có một cái tia nằm ngang để mình đưa ra đây. Đây có thể là nó sẽ quay về vùng 32, 32 thì từ 41 mà nó rơi về 32 thì khoảng 20-25% thì chúng ta có thể canh, chúng ta bắt được nha. Chúng ta phải canh cho bắt được, còn không thì chúng ta có thể là quay về móc bên dưới nè 31, thì như vậy là chúng ta sẽ để ý là nhóm bán lẻ không còn hy vọng nữa. Nó chỉ là những nhịp hồi thôi, thời gian tới nếu trường hợp mà nhóm bán lẻ nó tăng á thì nó chỉ là hồi để bán thôi chứ không phải là mua nha,
chúng ta lưu ý về nhóm bán lẻ cực kỳ quan trọng đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta đi qua về nhóm dầu khí nè, và mình sẽ phân tích nhóm trụ và nhóm midcap luôn. Thì chúng ta sẽ có là cổ phiếu gas đó. Gas thì như nãy mình đã phân tích khá là nhiều rồi, cho nên là chúng ta phải hết sức cẩn thận với những cổ phiếu này, phải chờ nó có những cái nến rút chân hoặc đảo chiều thì chúng ta mới nhảy vào chúng ta bắt nha. Còn nếu không á, là anh chỉ bắt cái vùng này là giống như là mình đang đỡ đỡ giao rơi á, cho nên là bắt giao rơi thì có thể là 100 lần thì có thể mình đúng được 5 lần 7 lần, còn 90 lần còn lại á, thì nó sẽ tạo ra cái cảm giác là đứt tay đó. Cho nên là đặc biệt là dao này rất là bén, anh chị thấy không, những cái cây nến mà rơi bán khá là quyết liệt như vậy thì dao này khá là bén đó. Cho nên là chúng ta sẽ để ý, chúng ta hết sức cẩn thận đối với những cái cổ phiếu như vậy. BR cũng tương tự nha. Cho nên là những cái cổ phiếu mà dầu khí thì đến giai đoạn này, đến giai đoạn này thì mình không khuyến nghị anh chị mua nữa. Có nghĩa là những giai đoạn trước thì mình đã có khuyến nghị anh chị mua rồi. Tuy nhiên nếu trường hợp mà không có lãi á, thì thôi tốt nhất là chúng ta cứ quan sát tiếp. Đó, còn ví dụ trường hợp mà lỡ anh chị nào đã mua ngày hôm nay rồi thì chúng ta cứ tiếp tục chúng ta cầm hàng và chúng ta sẽ xem qua cái video của mình. Đó thì chúng ta sẽ có những cái điểm mà stop loss á. Ví dụ như là BR gãy gãy khỏi 15 nè. Gãy khỏi 15 thì chúng ta sẽ có một cái điểm stop loss ngắn của BR, hoặc là BVD. BVD thì chúng ta sẽ có một cái điểm stop loss quanh cái vùng mà con này thì nó có một cái trend trên cái trend cái vùng này. Đây, chúng ta sẽ có một cái trend khá là nhỏ ở vùng này, và hôm nay là nó có một cái mô hình là nó rút chân, đúng không anh chị? Hôm nay thì ATC nó là nó vào lệnh và nó rút chân. Đó thì có thể là nó sẽ lên, nó test lại những cái vùng mà 21 này. Tuy nhiên những con này thì chúng ta sẽ không gia tăng nữa nha. Anh chị lưu ý nha, không gia tăng nữa, và chúng ta sẽ có, nếu trường hợp anh chị đánh và giữ dài hạn á, thì chúng ta sẽ có thể mua quanh vùng 18.8 được. Còn nếu không á, thì khi mà nó gãy 18.8 thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải bán ra thôi đó. Còn những cổ phiếu mà BBS thì mình không đánh giá nữa, BBS tại vì nó đi ngang rồi, BBS nó đi ngang rồi, cho nên là mình sẽ không đánh giá nữa. Thì nhóm trụ thì đa phần là như vậy. Đó, cái đến nữa là Thế Giới Di Động, BIDV. BIDV cũng là một cái cổ phiếu mà đánh theo trend nè, anh chị lưu ý là nó có một cái trend, đúng không, nó đi theo mon men theo cái trend và bắt đầu nó gãy nè, và khi nó gãy thì chắc chắn nó sẽ còn điều chỉnh. Cho nên là những cái cổ phiếu này thì chúng ta thấy là khá là rủi ro, đúng không anh chị? BVH cũng tương tự nè anh chị. Anh chị lưu ý về cái cổ phiếu BVH này nè. BVH này con này là nó đang có gì ạ, có thể là nó có được những cái tin tiêu cực anh chị, nó có những cái tin tiêu cực về về việc mà là một cái cô diễn viên, đúng không chị, một một cái cô diễn viên lên phản ánh về cái sự kiện về sự việc bảo hiểm đó, 50 năm 100 năm gì đó. Cho nên là giai đoạn này rất là nhiều những nhà đầu tư, phải nói là những người làm trong bảo hiểm thì chắc chắn họ sẽ rõ là một cái làn sóng dư luận họ cũng đang rất là ngại việc mua bảo hiểm đó. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ để ý là BVH nha, anh chị nên cẩn thận đối với cổ phiếu này. Nó khi mà nó có một chu kỳ rơi như vậy, và đặc biệt nó có, anh chị lưu ý là cái tuần này á là nó sẽ là một cái tuần đóng nến tháng anh chị ha. Và khi mà một cái xu hướng tháng á, là xu hướng tháng mà anh chị thấy là những cái xu hướng tháng mà nó đỏ nè, là đa phần là anh chị thấy không, đây mình để ý và mà mình phân tích cho anh chị cho nó rõ, đúng không, là khi nào anh chị thấy là xu hướng tháng mà nó đóng đỏ nè, là những tháng sau là bắt đầu rơi nè, đúng không? Xu hướng tháng đóng đỏ là những tháng sau là rơi nè, xu hướng tháng đóng đỏ nè, tháng sau rơi, thì đa phần nó đều như vậy anh chị, đa phần nó đều như vậy. Đây anh chị thấy không, đó đây nữa nè, đó đây nữa nè, đó. Và anh chị thấy khá là mạnh, chỉ cần đóng một tháng đỏ thôi là tháng sau nó sẽ rơi. Còn những cái kịch bản này khi nó đã rơi quá nhiều rồi thì ở đây là những vùng đảo chiều của nó, mà anh chị thấy không, cứ tháng đỏ nè là tháng sau rơi đó. Cho nên là chúng ta phải để ý và chúng ta hết sức cẩn thận khi mà việc mà nó đóng nến tháng như vậy. Điển hình như quay lại Masan nè, quay lại Masan thì chúng ta sẽ thấy một cái nến đóng tháng khá là xấu nè anh chị thấy không. Với một cái chạc như vậy thì đâu có điểm mua, đúng không? Không lẽ giờ mình mua ở đây là mình làm sao mình biết những cái vùng này là vùng đáy, đúng không? Chúng ta nó đang rơi như vậy và nó đâu có đảo chiều thì chúng ta làm sao biết vùng đáy, mà như vậy thì chúng ta mua nó sẽ rất là rủi ro đó, rất là rủi ro. Cho nên là những cổ phiếu như vậy thì chúng ta không còn điểm mua anh chị ạ. Bảo hiểm cái đến là MIG, đúng không? Những con này khi mà anh chị thấy là nó vừa vượt đà là nó bán xuống ngay, vừa vượt đà là nó bị bán xuống ngay. Cho nên là giai đoạn này thì đối với những cổ phiếu bảo hiểm nó cũng không phải là những cổ phiếu hấp dẫn trong giai đoạn này đâu. Về dòng chứng khoán thì SSI nè tiếp tục lại quay về, SSI lại quay về vùng nền rồi. Tuy nhiên con này nó có một cái điểm hỗ trợ khá là mạnh, khá là mạnh anh chị ha. Và ba đường xu hướng của nó đang chạm vào vùng này, có nghĩa là với cái vùng này anh chị thấy vùng 20 này nè sẽ là một vùng hỗ trợ cực mạnh của SSI. Anh chị lưu ý nha, cái vùng này là một vùng hỗ trợ cực mạnh của SSI đó.
Và nếu nếu mà trường hợp mà nó gãy khỏi cái vùng mà 20 này nè, thì chắc chắn những cái mốc mà giống như là 17 nè, 17, 18 không còn ý nghĩa nữa. Có nghĩa là nó sẽ gãy và nó sẽ phải điều chỉnh. Cho nên là đối với những cổ phiếu này á, là chúng ta có thể canh, chúng ta bắt ngay tại cái vùng hỗ trợ mạnh này. Có nghĩa là chúng ta vẫn mua được ngay tại vùng hỗ trợ mạnh này, đúng không? À đó, à, tại vì sao thì chúng ta mua thôi, nghe nó sẽ xác suất là đáy rất là cao ở đó, và cũng sẽ có rủi ro, và cũng sẽ có rủi ro, thì mua ở vùng này thì chắc chắn là nó sẽ đỡ hơn vùng 23, đúng không? Hôm đó cho nên là khi mà nó về những vùng bên dưới này, chúng ta mua với một xác suất đáy khá là cao ở đó. Còn việc mà nó gãy khỏi những cái vùng này luôn, nó gãy khỏi những vùng này luôn, thì chúng ta phải bán thôi, tại vì nó đã có khá là nhiều những hỗ trợ bên đây rồi mà nó còn gãy nữa, thì như vậy chắc chắn nó sẽ còn điều chỉnh nữa. VND thì con này thì tiếp tục là đi ngang rồi, đúng không chị? Đi ngang rồi, tuy nhiên thì con này thì đánh đánh nó cũng dạng là cũng hơi khó rồi. Giai đoạn này đánh phải nói rất là khó, cho nên là phải tìm một điểm cân bằng chúng ta mới mua được. Đó, còn riêng VCI thì nó cũng đi ngang rồi, thì đa phần là những dòng chứng khoán, đây chính là những cái dòng mà mình đánh giá là nó mạnh nhất thị trường, anh chị. Những dòng chứng khoán hôm nay mình đánh giá mình thấy nó mạnh nhất thị trường đó, những cái cổ phiếu mà lúc trước mình có ăn được là PCI, VND đó, sau đó thì đến là những cổ phiếu ORS, này, ORS này, thì chủ yếu là mình đánh quanh quanh mấy mã này thôi đó. Còn những cái mã cổ phiếu giống như ngày hôm nay thì FTX nó cũng có sự đảo chiều nè. FTX thì ngày hôm nay chúng ta đi qua một cái chặt ngày nó cũng bị bán xuống, đúng không? Hôm đó, và BSI thì chắc cũng cũng bị bán luôn, đúng không? Tại vì những cái cổ phiếu mà khi mà nó đã tăng khá là nóng như vậy rồi thì mình sẽ không quan tâm nữa. Tại vì khi mà quan tâm thì nó dẫn đến một cái tâm lý FOMO đó, cho nên là mình sẽ không quan tâm. Vinamilk anh chị, Vinamilk vẫn là một cổ phiếu gãy luôn, vẫn là một cổ phiếu gãy. Anh chị thấy khi mình vẽ những cái trend này, anh chị thấy không? Đó, nó gãy khỏi vùng này, không phải là nó gãy luôn nha. Nó gãy khỏi những cái vùng này nè, đây cái nến này gãy nè. Sau đó thì nó có những nhịp nó hồi lên xong lại đi ngang, sau đó nó lại gãy. Thì đó chính là những cái nhịp đánh của tạo lập, những nhịp đánh của phân phối ra hàng hàng của những nhà đầu tư lớn. Cho nên là chúng ta sẽ để ý nó có chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ biết là những tips nó đầu tư là về gãy hay không gãy liền đó. Cho nên là những giai đoạn này chúng ta rất rất là khó để chúng ta tham gia được, đúng không? Rất là khó để tham gia được. Còn những cái cổ phiếu này thì những cổ phiếu này thì phải chờ thêm. Vinamilk thì một cái PE của nó cũng đang khá là cao, đúng không? Về tài chính thì nó cũng đi ngang rồi, lợi nhuận nó cũng đi ngang, một năm nó khoảng 9.000 tỷ, đúng không? Mình nhớ là một năm khoảng 9.000 này, 9.000, 10.000 à, đúng không? Đó thì năm nay chắc cũng tương tự vậy thôi, cũng không có gì mới. Tại vì nó đã tăng trưởng khá là nóng từ những thời điểm mà sơ khai rồi. Còn đến giai đoạn này thì cũng rất là khó chị ha. Ngay cả nhiều anh chị mà ôm những cái cổ phiếu này mà từ 2020 20 20 đến giờ thì cơ bản thì chị cũng không không thể nào lãi được, đúng không? Từ 18 đến giờ cũng không thể nào lãi được. Đây, Vinamilk thì nó về ngay cái vùng đáy thời điểm mà 2020 của nó là 61 đó. Thì trước đó thì tháng 6 này nó có về nè, tháng 6 2022 nó về, và sau đó thì nó lại lên đó, mà lên được vùng này thì cũng chiếm đến 35%, cho nên rất là khó nè chị, đúng rồi, rất là khó để chúng ta bán được những cái vùng trên đây. Ok, và cái đến nữa thì như vậy Vinamilk vẫn còn tiếp tục điều chỉnh nha. HT Bank thì con này thì hôm nay bị bán khá là quyết liệt rồi, cái con này thì không còn điểm mua nữa, mặc dù dưới đây là những cái hỗ trợ, tuy nhiên nó bị bán như vậy thì đâu còn điểm mua đâu, đúng không? Chúng ta thấy là hai phiên bán khá là mạnh xuống rồi, đúng không? Những cái nến đỏ nhấn chìm như vậy thì làm sao mà có điểm mua được đó. Chúng ta phải chờ những cái nến đảo chiều rồi chúng ta mới mua chứ. Đây anh chị thấy những cái nến mà nhấn chìm của nó nè, đây hai cây nến bán nến là bị bán xuống ngay, hồi lên là bị bán xuống ngay. Đấy, tương tự đây, hồi lên là bị bán xuống ngay, đây cũng tương tự đó. Cho nên là những cái con này nó đi một cái mô hình như vậy thì chúng ta sẽ không không đánh cược vào nó, chúng ta sẽ không đánh cược vào nó nữa. FPT, FPT thì con này hơi căng nè. Con này là giống như là cổ phiếu nào à, SSI, đúng không anh chị? SSI như hồi nãy là mình có phân tích là nó có những cái đường xu hướng ở bên dưới nè, những cái đường xu hướng của bên dưới này, đúng không? Và nó đang có những nhịp hỗ trợ ở đây, mình sẽ đưa qua đây, nó có những cái nhịp hỗ trợ bên dưới đây. Và ngày hôm nay con này đánh khá là láo nha, con này đánh khá là láo nha, 80.6 mà hôm nay bị bán luôn, bị bán luôn anh chị ha, kéo ban ngày kéo vào buổi sáng, đúng không? Và bị bán vào buổi chiều đây, và với một cái vol to như vậy thì cái con này rất có thể là nó sẽ phải điều chỉnh về dưới vùng 77 anh chị ạ. Cái đáy này có thể là nó sẽ gãy gãy khỏi cái vùng này,
cho nên là chúng ta sẽ có cái rủi ro đối với cổ phiếu này nha. Thì đa phần là nhóm trụ hiện nay thì cũng không còn điểm mua nhiều, và đặc biệt là một cái cổ phiếu quốc dân mà rất nhiều anh chị nhà đầu tư đang quan tâm nha, thì con này nó đang đi một cái luồng cũng khá là giống như cổ phiếu SAI khi mình có ba đường hỗ trợ mà 20, 50 và 200 đó. Thì con này mà chỉ cần mà nó thủng 20 thôi là nó sẽ làm cho thị trường của chúng ta, nó sẽ làm cho thị trường của chúng ta sẽ có những cái nhịp bán khá là mạnh, và nhà đầu tư phải nên kiên quyết stop loss khi mà cái cổ phiếu này mà nó gãy 20 nha. Và anh chị lưu ý là cái cổ phiếu HBG này á, là theo mình á, là quý 1 này rất có thể là nó sẽ lỗ, lưu ý nha, rất có thể là nó sẽ lỗ. Và việc mà nó lỗ như vậy, và việc là nó lỗ như vậy thì rất có thể là cái mốc 20 này là nó sẽ không thể nào là mốc hỗ trợ được được của HBG đâu. Anh chị thấy là những cái cây nến quanh cái vùng mà A20 và 50 là ba cây nến này là test và gãy nè, và cái cây nến, hai cái cây nến vượt nè đúng không, vừa vượt xong là bị nhấn chìm liền, vừa vượt xong là bị nhấn dội lại liền là gãy liền. Cho nên là chúng ta sẽ lưu ý kịch bản của HBG trong giai đoạn này nha, khá là rủi ro đây, khá là rủi ro. Cho nên là chúng ta quay qua Nam Kim, Nam Kim qua sen thì thật sự phải nói là mình cũng khá là hay đúng không, mình cũng qua nên rất là nhiều anh chị nhà đầu tư rồi, và mình cũng không có khuyến nghị anh chị giao dịch cũng từ rất là lâu về những cái cổ phiếu này rồi, chứ nhiều khi mình khuyến nghị anh chị mua những cổ phiếu này nhiều khi anh chị lại lỗ còn nặng hơn nữa đúng không, lỗ khá là nặng từ đỉnh mà đây từ VN Index mà 30 tháng 3 đúng không, về đây thì đã là lỗ 15-18% rồi, hoặc là qua sen, là qua sen ngày hôm qua thì mình nói là về tiếp tục là về vùng này đúng không. Tuy nhiên thì con này thì có thể là kỳ vọng thì có thể là nó sẽ có một cái điểm hỗ trợ quanh đây. Tuy nhiên thì cái việc mà bán xuống như vậy cũng khá là khó rồi, khá là khó. Thì đây vậy, như vậy là dòng thép thì cũng không còn điểm mua anh chị. Anh chị lưu ý là những cái dòng cổ phiếu về thép cũng không còn điểm mua đâu. Ok, chúng ta sẽ đi qua dòng Ben ACB, ngày hôm nay cũng bị bán khi mà nó chạm MA20 nè. Nó chạm MA20 tuần là nó bị bán xuống và nó có những cái nhịp phân phối vùng này rồi. Đó, cho nên là những cổ phiếu này chúng ta phải lưu ý, và đặc biệt là nó có một cái trend. Những cổ phiếu này nó có một cái trend. Con này là mơ là nó gãy khỏi cái trend la tăng của nó nha. Trong ngắn hạn có thể là nó gãy khỏi đó. Cho nên là chúng ta phải lưu ý về cái cổ phiếu này nha, ACB. STB. STB đây. Những con này thì nó đã đi ngang 3 tầng, 4 tầng rồi. Thì đa phần với những cái nến như vậy thì mình rất là khó để mình có thể khuyến nghị anh chị mua. Tại vì sao, nó có một cái đỉnh bên đây nè, hai đỉnh nè, ba đỉnh nè, và nó chỉ giảm ở cái mức độ khá là nhẹ thôi. Mấy chi nó giảm ào như vậy đó, đúng không? Nó tạo đỉnh xong giảm ào vậy, mình kiếm một điểm mình bắt nó dễ. Còn ở vùng này thì như vậy thì rất khó, nó giảm rất là khá nhẹ và nó không thể nào nó tăng tiếp được. Nếu trường hợp nó tăng tiếp thì nó sẽ gặp những cái ông ở trên đây nè. Những cái ông trên này thì những ông thì ông đang chờ đúng không, để ông bán. Cho nên nếu trường hợp mình lên tăng tiếp lên vùng này thì chắc chắn ông sẽ bán. Và như vậy với cái việc mà Vini ngay tại thời điểm này không có dòng tiền vào, dòng tiền nó chỉ là quanh quẩn thôi. Hôm nay nó tăng dòng này, ngày mai nó tăng dòng kia, giống như là dòng đường ngày hôm nay tăng khá là mạnh đúng không, đó thì hoặc là những dòng dầu khí giống như BH nó ra một số tin tốt thì nó tăng thôi. Chứ thật sự mà nói là cũng khá là khó. Còn những cái con mà quay trở lại giống như những con mà BH thì nhà đầu tư thì cứ mê vào những cổ phiếu này, nhưng mà đâu có biết rằng là nó đã giam biết bao nhiêu nhà đầu tư trong một giai đoạn khá là khủng hoảng rồi. Ở đó, cho nên là trong giai đoạn này đầu tư thì chúng ta sẽ không đánh vào những cổ phiếu này được. ACB, STB và MBB. MBB thì ngày hôm nay là nó có một cái điểm hỗ trợ khá là mạnh ở quanh vùng MA này. Tuy nhiên nếu trường hợp mà trong tuần này mà MBB mà nó không vượt được 18.4 nha, nó không vượt được 18.45 á, thì khá là rủi ro cho. Tại vì sao? Tại vì nó đã có một cái động thái nó bán xuống nè, hai ba phiên ở những vùng nến này nó bị bán xuống đúng không, và đây những vùng nến bán xuống, và đặc biệt là bán với những cái nến vol khá là to, thì như vậy nó có một vùng kháng cự khá là mạnh ở vùng này nó, thì như vậy rất là khó để có thể là nó quay lên nó test lại được vùng trường này. Cho nên là tuy nhiên thì chúng ta sẽ không phải hoảng loạn mà chúng ta bán ra nha. Chúng ta sẽ không hoảng loạn mà chúng ta bán ra, mà chúng ta có thể là nó sẽ gãy, nó có nghĩa là nó đi ngang 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái nến ở vùng này rồi. Cho nên là khi mà nó gãy khỏi cái vùng mà 17.8 này, 17.8, 17.9 này, thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải bán ra, mặc dù dưới đây nó có một cái cụm hỗ trợ này, nó có một cái cụm hỗ trợ đây. Đó, có thể là chúng ta phải quay về bên dưới này 17.5 chúng ta bắt đầu chúng ta mua được. Còn nếu không á, đó là mình đánh ngắn nha. Còn nếu trường hợp anh chị mà đánh dài á, thì anh chị cứ đánh theo cái trend này cho em. Anh chị cứ đánh theo một cái trend này nè. Nó gãy khỏi cái vùng 17.5 á, thì bắt đầu là nó đau trend luôn.
đó thì bắt đầu là đầu trend luôn. Thì khi mà nó gãy khỏi 17.5 thì tất nhiên là cái cụm này thì nó sẽ không còn hỗ trợ mạnh nữa, thì cái cụm này chắc chắn là nó sẽ cùng đi 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 cùng luôn rồi đúng không, thì nó gãy luôn cái vùng này, cho nên là chúng ta sẽ khá là rủi ro đó đối với cổ phiếu này, cho nên là chúng ta sẽ lưu ý nhé. Đa phần ngày hôm nay thì mình lên video để mình nói anh chị là cố gắng là nên có một vùng stop loss đó, vì khi mà thị trường nó đang đi theo một cái kênh này. Còn nếu mà trường hợp mà thị trường nó tiếp tục nó tăng lên và nó đảo chiều thì chúng ta vẫn có thể quay lại chúng ta mua đúng không, đó khá là đẹp đúng không. VIP thì cũng tương tự như vậy. Cái con này thì chúng ta sẽ có một cái vùng stop loss là nó thủng 20 nha, nó thủng 20, còn không đến vùng này thì có thể là trong vài phiên tới nếu trường hợp anh chị có hàng thì khi mà nó kéo lên được vùng 20.4, 20.5 thì chúng ta nên bán đi, chúng ta nên bán đi, tại vì cái vùng này cũng khá là mạnh. Đây anh chị thấy là cái mô hình nó đi cũng 3 phiên 4 phiên và nó chạm vào những vùng mà 20, 50 và 100 nè, 200 nè, và sau đó nó gãy nè, nó cho nên là nó đang bị kháng cự khá là mạnh phía trên, cho nên là kéo lên là bị bán xuống liền khi mà dòng tiền nó không vào. Ở đó VPBank, VPBank thì ngày hôm nay anh chị thấy khi mà vừa kéo lên 20 là bị bán ngay, bị bán xuống ngay đó. Thì vẫn có thể chờ quanh vùng mình dưới này, chúng ta sẽ xem xét chúng ta giải ngân có thể là quanh vùng bên dưới này nhiều hơn. TP Bank thì con này đi ngang anh chị, con này thì còn chạc thì còn khá là đẹp, chạc thì còn khá là đẹp, tuy nhiên nó sẽ có một điểm stop loss quanh vùng 21 này đó. Novaland ngày hôm nay là tăng mạnh nhất VN30 đúng không, vì cái tin là được tháo gỡ một số dự án pháp lý đúng không. Tuy nhiên thì nó còn khá là chua vùng trên đây nha anh chị, cẩn thận nha. Novaland và Phát Đạt, cho nên là đánh những cổ phiếu này thì chúng ta sẽ khá là cẩn thận ở vùng trên đây. Techcombank ngày hôm nay thì cũng có một cái lực kéo vào đầu phiên đúng không, cũng có vào đầu phiên chiều nè đó đó. Tuy nhiên thì nó cả chạm những vùng này thì chúng ta sẽ không còn để mua đâu anh chị. Đó anh chị lưu ý về còn những cái cổ phiếu khác giống như là EIB nè. EIB thì nó khi mà nó chạm trên line thì mình vẫn ngày hôm nay khi mà nó chạm trên line thì mình có mua thêm đối với cổ phiếu EIB này. Tuy nhiên nếu trường hợp mà sắp tới mà nó gãy khỏi những vùng trên line này thì chúng ta, nếu trường hợp anh chị không margin thì không sao, nếu trường hợp anh chị có margin thì anh chị phải nên nên cắt bớt cái phần margin ra nha, phải nên cắt bớt phần margin ra, hoặc là có thể là nó gãy khỏi vùng 18 là nó sẽ có thể là nó quay về nó test lại những vùng bên dưới nè. Cho nên là chúng ta sẽ chừa lực để chúng ta mua thêm. Còn trong giai đoạn này thì em nghĩ là trong cái phiên dịch ngày mai á, thì anh chị cố gắng là đừng đừng mua thêm về những cổ phiếu này nữa. Đó, HAG ngày hôm nay mình phải nói là đánh khá là khó chịu đúng không anh chị? Khá là khó chịu, đặc biệt là nó khi mà mình đã cho khá là nhiều anh chị mua ở vùng là 7.7, 7.8 này. Đó, và nó tăng lên được những vùng này thì khi mà nó tạo ra một cái nến tuần khá là đẹp, có nghĩa là tạo ra một cái nến tuần đóng xanh đúng không, nó tạo ra một cái tuần đóng xanh khá liệt. Tuy nhiên nó khi mà nó bị bán xuống như vậy thì việc mà nó bị bán xuống như vậy và nó gãy luôn hai đường xu hướng này thì chúng ta sẽ có một cái điểm stop loss của HAG nha anh chị. Về dài hạn nha, về dài hạn thì nó sẽ có một cái điểm stop loss của HAG là nó sẽ nằm ở cái vùng là 6.7, có nghĩa là đây chính là đường mà A200 và nó sẽ có những cái đáy nè, một cái đáy, hai cái đáy, ba cái đáy, thì khi mà nó về vùng này thì mà nó gãy vùng này chúng ta bắt buộc chúng ta phải stop loss. Thì như vậy là cái mức độ lỗ của chúng ta nó sẽ tầm đâu đó là khoảng đây 7.7 đúng không, khoảng tầm 10 đến 12% đó, chúng ta sẽ tầm 10 đến 12%. Một số anh chị mua ở vùng giá 8 thì có thể là mình phải stop loss khi mà nó gãy khỏi vùng 7.3 nha đó. Tại vì đợt này đánh khá là khó chịu anh chị đó, cho nên là chúng ta phải biết một cái điểm để chúng ta quản trị rủi ro. Còn nếu mà không ấy thì thôi, chúng ta đâu có cần gì chúng ta phải bán ra đúng không, không về đó thì chúng ta đâu cần gì chúng ta phải bán ra, nó sẽ còn kéo lên đó. Còn như giống như là Dabaco nè, Dabaco nó tăng và nó chạm trend nó quay đầu rồi. Con này Dabaco thì nếu trường hợp mà nó gãy khỏi vùng 14.8 nè, 14.8, 14.7 thì có thể nó phải quay về bên dưới này nó test lại đúng không, tại vì Dabaco tin tức nó ra hết rồi, nó cũng không còn nhiều kỳ vọng nữa. Thì đó chính là một số view và nhận định của mình về thị trường ngày hôm nay và cho phiên dịch ngày mai. Anh chị thấy những mã cổ phiếu nào anh chị cần hỏi thì anh chị có thể là liên hệ mình để mình hỗ trợ trả lời anh chị nha. Và anh chị lưu ý là trong giai đoạn này á, là VN-Index của chúng ta là đã tăng từ thời điểm 15 tháng 11, là 7 tháng 11, 15 tháng 14 tháng 11 rồi đúng không? Tăng đến giờ rồi đúng không? Và nó có cái trendline, nó đã đi theo trendline thì chúng ta đánh theo trendline thôi, cho nên là chúng ta đừng có chống lại thị trường anh chị ha. Khi mà nó gãy khỏi vùng này thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải hạ toàn bộ margin thôi,
Chúng ta bắt buộc chúng ta hạ mấy như thế nào, thì ví dụ như mỗi mã chúng ta hạ một ít 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 nó, ví dụ như mỗi mã chúng ta cầm 3 mã thì mỗi mã chúng ta bán 1/2 đi đó, chứ không thể nào mà cầm được đâu. Nó đã đi ngang vùng này rồi và nó chưa có một nhịp chỉnh đủ mạnh, mà đặc biệt khi mà nó đã chỉnh mạnh như vậy rồi, đúng không, chỉnh 4 tuần liên tiếp mà cái dòng tiền nó vẫn không vào đó. Còn nếu trường hợp mà nó không gãy, lưu ý nha, không phải nói vậy là ngày mai là cứ ATO là để anh chị đem ra bán, là không phải nha. Còn nếu trường hợp mà nó không gãy khỏi vùng này thì chúng ta cứ cầm thôi, thì có thể là sẽ lên được vùng này, thì như vậy chúng ta sẽ có khá là nhiều cổ phiếu có điểm mua. Ok, thì và video của mình đến đây là kết thúc, và rất là mong anh chị đầu tư thì chúng ta phải luôn luôn quyết liệt, và chúng ta phải là những nhà đầu tư thông minh, phải biết cái điểm quản trị rủi ro ở đâu để chúng ta hạ toàn bộ cổ phiếu, chứ không thì chúng ta rất là khó nói khi mà nó đã âm quá nhiều, hết sức cứu vãn nha anh chị. Ok, và video của mình đến đây là kết thúc.